Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình quay video về mày dừa cao đang lấy nè mọi người. Cao hôm nay dài dài đẹp đẹp không mọi người? Đây em. Đây nét đi. Dặn còn một bé con nhỏ. Nóc ào. À, bữa nay chú vườn la làng tao luôn, ở nhà không bẻ. Anh bẻ 50. Tới thì luôn, tới luôn, mất dễ gứt chứ, dễ gì đâu gứt. Tiếp anh không? Bẻ cái này mà đủ được. Dục nhiêu là anh đuối rồi. Không được. Sáng em đã dặn gò bé không có gán chịu đi. Để cái dài mà lính. Vậy mà anh nhiêu đây anh mất thở rồi. Chết rồi. Nó chết chắc luôn rồi đó. Tay nóc. Gặn cái gì? Gặn hả? Còn cao mà gặn dữ vậy. Dạch bắt gặn. Cái quầy đó còn xấu hơn quầy này. Quầy này đẹp hơn. Không có hả? Để cái dài mà nó có cái trộn. Đáng. Vậy? Cao không có hả? Quay gì vậy? Quay trực tiếp luôn hả? Hết chưa? Hết rồi. Cái quầy này mới đẹp nè. Cái quầy này nè. Được mà em nó rồi bây giờ em mà giặt nữa là mò hết cao luôn. Thì hai quầy mà cứ vớt cho anh quầy chứ nữa đây. Quầy này cho nó đi. Vớt vớt anh quầy nó đi. Quầy này là đã đang vớt rồi nè. Thôi. Rồi buông ê lên. Nhiêu đây à? Nhiêu coi. Rồi 74. Đủ chết rồi 74 lên. Còn 72. Cái này tính anh sao lên? Cái đó anh tính sao tính anh đem dạng luôn. Em dắt anh trên cân gọi một kia em tính cái đó nữa. Nó có cái hỏi mày cân cái anh không? Nó để em tự em được không? Còn 72 cái ruột á. Rồi. Chết nữa. Chơi ngu quá chị. Quèn đó nó vớt á. Thì vớt tôi. Vớt tiếp thôi. Quay tao làm chi nữa quỷ. Tao khó quá rồi. Khó dữ lắm. Khó thiệt không? Bẻ lờ mơ là chết. Không có lời. Trời ơi, bẻ có mấy chục ký đây, dạt nhiêu đây bà con ơi. Nè. Dạt cái đống đó, vỏ đó. Dạt một vỏ luôn nè. Rồi sao mà sống? Được nào có lời. Dạt mua có 5.000 ký á. Thiệt không? Giặt là mua 5.000 ký à. Cho tay nước nó không ngô luôn nữa. À, bỏ vỏ đem về muối muối tiêu chanh. À, tiêu chanh thôi ngầu đường. Ăn mùng 5 tháng 5. Ờ mùng 5. À, một vỏ cam giặt. Xe này. Để chú Quang đi anh Phật. Mày em đen. Để đi nó khỏi hết tiền à. Tính gốc mua thế nạp. Chết rồi nữa rồi. Đổ cái tay luôn rồi vậy. Mai tao lên bé giường cao tơ của tao. Không biết bữa nay có ông ngồi nào lên không. Mà lấy không. Nó lấy không vừa mát rồi nó giục nè. Khoảng giờ
đúng không? Không đều. Có độ trễ cao để lấy. Không đều. Thấy quầy cao mình chế bự chế nhỏ trên lệch thấy ghê không? Không đều cao. Cao cái này không còn vớt vớt được. Cái này nhỏ. Bảy món còn mấy 2 ký nha Linh. Để đi con. Khỏi tốn tiền. Mà nó vô giường cao ta. Dạ quá nghĩ tính tiền luôn rồi. Em ra tới rồi nè. Chạy chạy vừa rồi, giặt quá, giờ lỗ quá nghĩ tính tiền luôn rồi. Em đang chạy ra tới nè. Rồi rồi. Lên tức cực. Lên, bữa nay lấy nhiều ký? Ký khoảng 45 ngàn. Ghé vậy hả? Đồ ăn khó lắm.